Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming nha. Về Khải chúc anh em xem video này vui vẻ mà. Ở video này thì Khải đầu tư mua may mắn cho Thúy Yên nè. Nói chung thì server tầm này thì may mắn thì cũng rẻ lại một ít đó. Nên là Khải xác định đầu tư một ít nè, 246. Khải mua cái ngọc bội may mắn 7. Ngọc bội may mắn 7 12 kim rồi nè. Ngọn đèn quê trong đêm 12 mang kim. bao ký ức vô lần xưa. Mấy mình bánh bảy dạng cũng dạng Người hàng dân nô server nè, thoáng qua không dễ tìm những đâu nè. mộ giấc mộng mê đắm À, kết hợp với trong ngọc bội này 7 và lại gia truyền xấu thì Khải được 13 may mắn rồi nè. Được 13 may mắn rồi. Phải 2 4 6 12. Đó, anh em xem tương ok chưa? Mình bánh 7 nha nè, 12 kim. 12 kim này nó khoảng tầm 12 kim nhân nó khoảng tầm 840. 840.000 nè. Ngọc bội này 840.000. Ok. Hai lấy cái gì cho anh em xem. Đây. Hai món là được hai món à. Xem hai nhẫn nữa là đủ bộ may mắn nha nè. Hai nhẫn may mắn 5 nữa là xếp may mắn 23. Đó, quá đẹp. May mắn 7 chưa? Đẹp chưa? Rất là khả trang ra may mắn xấu nè. Một cái gia truyền may mắn xấu. Thì khả đời sai nữa khả không bán, khả nói anh em á. Hôm nay phải mua thêm cái ngọc bội may mắn 7 đó cho anh em xem. Đó. Anh em xem may mắn Khải này. Xấu này. Đó. 7 này, đó. Đó, được may mắn 13 rồi nha anh em. Được may mắn 13 rồi nha anh em. Đó. Ok, tuyệt vời luôn. Đó, cứ được may mắn 13. Quá đẹp. Rồi, từ từ trải nghiệm tiếp thôi anh em. Kiếm hai nhẫn nữa rồi. Xin lên bài boss cho anh em xem. Đó, ok, nói chung là bay bay một khúc nhưng mà không sao. Còn chiếc kim đủ xài, nào hết thì nạp thêm vào biết sao giờ. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video này nha, và anh em xem video đừng mong ủng hộ Khải một like, chia sẻ đỡ có thể đi chan trên bài quái có thể rất được đồ gì ngon ngon rồi Khải sẽ bói cho anh em xem nha. Chung là bây giờ thì đa số đam chủ yếu Khải dồn dần cho Thúy Yên hết nè, boss này nọ thì Thúy Yên nó anh boss là chủ yếu nè. Đó, vừa rồi mua được cái may mắn 7 rồi Khải đầu tư ít quá tưởng nữa cánh chan thôi. Mình hơn là món đồ sao lên vãi. Ok, nói chung thì video này Khải sẽ tạm dừng tại đây nha anh em ơi, và anh em xem video đừng quên cho một like chia sẻ chơi nha anh em. Khải sẽ cố gắng đầu tư hai cái nhẫn nữa cho anh em xem xét mấy ráng sẽ xét mấy 21 là đẹp nè, trên 21 là đẹp, hiện tại bây giờ 13 rồi, bây giờ 13 rồi, sắm hai nhẫn 4 cũng được 21 nè, sắm hai nhẫn 5 thì được 23 đó. Hai nhẫn 5 thì cũng dở mua rồi, không có mắc lắm, cũng tầm 10 kim đổ lại có một nhẫn may mắn 5 rồi nè. Rồi nói chung là cảm ơn em đã theo dõi video nha, bye bye anh em. Rồi, cái may mắn cho anh em xem. Thì Yên Khải sẽ kết thúc boss. Cũng may mắn 5 chứ. Nhặt được nè. Rồi. Ok. Rồi sau đây mình xem thiên này. 6 này. À đúng chưa? 7 này. Ok. Rồi, nói chung thì ổng ra 25 kim nhưng mà mình trả giá được 12 kim cũng được nè. Nói chung thì tầm này 25 kim hơi cao nhưng mà 12 kim là hợp lý rồi. Đừng quên một like chia sẻ nha anh em ơi, Khải sẽ với đồ có món gì viết Khải sẽ cho anh em xem.